Mới đây, một tài xế ô tô đã chia sẻ về việc tốt mới làm trên mạng xã hội. Đang trên đường chở sếp đi công tác thì gặp đôi uyên ương. Chú rể có gọi nhỏ là: "Anh ơi, cho em mượn xe anh chụp mấy tấm hình." Em đồng ý ngay, còn ra đứng phân làn phục vụ đôi bạn trẻ. Theo đó, một cặp đôi đi chụp ảnh cưới. Họ nhìn thấy một chiếc xe ô tô trắng và ngỏ ý muốn đứng kế, chụp mấy bức ảnh cho sang chảnh. Nhận được đề nghị kỳ lạ khi đang lái xe nhưng tài xế vẫn vui lòng giúp đỡ. Thậm chí, anh còn phân làn giúp đôi bạn trẻ thoải mái tạo dáng chụp hình. Sự hào phóng bất ngờ khiến nhiều người suýt xoa. Đôi cô dâu chú rể đã mượn được ô tô để chụp hình cưới. Dân mạng đã tỏ ra thích thú với nam tài xế tốt bụng. Đúng là hiếm có thật sự. Đang đi mà có người nhờ xe chụp hình vẫn đồng ý chẳng chút phiền hà, thành viên Xuân Trần bình luận. Bác tài tốt quá à, cô dâu chú rể cũng may mắn vì gặp được người dễ tính. Đúng là kỷ niệm khó quên luôn đấy, một dân mạng viết.